chó đó. Phải vòng lại thôi bé ạ. Vòng lại đi con. Ủa đi giao hàng cho mẹ con hả? Dạ. Chào anh đi. Ủa vậy rồi sao rồi giao? Dạ, tạm thôi. Thank you.
kệ, thả luôn. Trượt dốc luôn. Chờ xíu cho xe qua nè. À, người ta đi. Đây, né ra con. Chạy ra chỗ khô đi bí. Con chó kìa, nghe bị xích này. Kìa, con chó. Chúng ta xích lại cho nó khỏi đi lung tung. Con chó, con chó dễ thương, nó có mắt giả kìa. Đi thẳng luôn ha, cái đường này mình chưa đi nè. Cho đá. Bẻ qua con. Con đừng có làm về nó hỏng bánh xe. Đúng rồi, né qua. Thôi vòng về đi bé. Quẹo tay trái.
sói hết xi măng hết rồi. Loại đá con đi qua lề phải đi con. Đâu vậy biết? Ô con mèo kìa. Mèo mèo. Mèo giống mèo nhà mình hồi trước nuôi nè. Mèo mèo. Ai nó sợ đó con. Quẹo qua đi. Hay nhấc cái xe ra. Nhấc cái xe lên. Quẹo qua này nè. Rồi tới rồi bác. Dạ vâng. Chào bà đi con. Dạ. Quẹo quanh đây, quẹo quanh trái đi. Tài xế không biết là gì à, tài xế. Còn nhau không? Ở trên lãng tuổi nó về lãng. Rồi, hôm nay gặp. Nó đem cũng lại đó. Tuổi nó về. Dì Bảy đi chở dì Bảy. Lại đây nè. Rồi quẹo phải nè. Quẹo phải. Cái đó là quẹo trái rồi.